Chiều ngày 23 tháng 10, Ban thường vụ quận ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đảng ủy quân sự quận. Đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận dự và trao quyết định. Cùng sự có các đồng chí lãnh đạo ban xây dựng đảng quận ủy, văn phòng quận ủy theo quyết định số 1064 ngày 23 tháng 10 năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy chuẩn y đồng chí Lương Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự quận, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy quân sự quận nhiệm ký 2020-2025 đồng chí phạm văn khanh ủy viên thành ủy bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí lương văn thắng đồng chí bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận đề nghị đồng chí lương văn thắng với chức trách nhiệm vụ được giao duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng đảng theo đúng quy định của điều lệ đảng và quy định của quân ủy trung ương tiếp tục cùng với các đồng chí lãnh đạo đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết chú trọng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên đồng chí Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cũng đề nghị Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn trong công tác đóng quân canh phòng, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đồng chí Nương Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự quận trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Quận ủy, nhiệm vụ mới bản thân sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, tích cực tham mưu cho Bí thư Đảng ủy Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.